qua câu chuyện với Trương thì anh chị thấy là anh Trương cũng giống như tất cả chúng ta, nghĩ là mình trước khi đến Amway thì không nghĩ rằng mình sẽ là Amway, cũng không có nghĩ rằng mình người sinh ra để mà là Amway, đúng không anh Trương? Nhưng mà thông qua đó thì thấy được những cái giá trị từ Amway rồi cảm thấy thích, và lúc đó bắt đầu làm. Và dĩ nhiên trong quá trình làm thì cũng sẽ gặp rất nhiều những cái thử thách. Đôi khi nãy mình chúng ta nghe anh cũng có đôi lúc anh từng nghĩ đến việc là mình cũng muốn bỏ cuộc. Rồi, không phải là nghĩ mà thực ra đã bỏ rồi. Bỏ rồi. Bỏ rồi, thì các nhà phân phối gọi điện, các thầy Diamond rồi những người bạn mình em trong Amway gọi điện, mình không nhấc máy và hôm tôi không đi meeting nữa đâu. Không đi nữa đâu rồi, mình cũng đã từng bỏ rồi. Vậy thì ở Việt Nam chúng ta chỉ thấy có rất nhiều nhà phân phối chúng ta làm rồi mình đôi khi mình làm mình rất là tự tin. Khi bắt đầu mình làm mình rất là tự tin, có không ạ? Rất là hăng say và làm. Nhưng mà sau đó khi mình làm cái một thời gian nào đó kết quả mình không có, không có những kỳ vọng của mình, thì bắt đầu đông ra cái lòng tin mình nó giảm. Rồi giảm rồi chẳng những giảm mà mình cả thậm chí mình mất hẳn cái lòng tin luôn. Vì sao? Vì mình làm lâu mà không có kết quả. Rồi thậm chí là mình thấy có nhiều người họ làm trước mình, thậm chí những người họ có danh hiệu cao, họ làm đã thành công rồi nhưng mà họ cũng không có tiếp tục, họ từ bỏ. Họ không có tiếp tục họ làm, họ cũng bỏ cuộc luôn. Vậy thì cho hỏi anh Trương là vậy thì khi mà đứng trước, khi mà mỗi một lần mình khi mình quyết định mình thấy mình mất cái lòng tin như vậy đó, thì tại sao là anh lại quyết định là anh quay lại Amway, và Amway có một sức hút gì mà anh lại quyết định chọn? Tại vì tôi nghĩ rằng không phải Amway mà có rất nhiều ngành nghề kinh doanh khác có thể giúp mình kiếm được nhiều tiền. Ok, cái câu hỏi Quân thì trước tiên mình hỏi Quân như này, bản thân các mình không hỏi các bạn, mình hỏi lại anh Quân đó. Theo anh Quân là tất cả mọi người đã thành công được không? Tất cả những người đăng ký Amway thành công được hay không? Nếu mà tất cả những người mà đăng ký Amway đều thành công hết thì xã hội này ai cũng làm Amway hết. Chắc chắn có nghĩa là sẽ không phải là ai cũng thành công. Dĩ nhiên là sẽ có người thành công và cũng có những người không thành công. Các chị các bạn nghe cái câu chuyện thầy Ricky Ng không ạ? Là người không biết viết, không biết đọc, không kiến thức gì cả. Nhưng mà khi mà ông ấy là người thành công á, thì ông có thể nói 4-5 ngôn ngữ và là cái người cực kỳ rất là giỏi, và mọi thứ thay đổi là một người rất là am hiểu mọi vấn đề. Ở đây vậy là một vấn đề là ai cũng có thể đến được với cơ hội này, nhưng ai thay đổi thì đều có thể thành công được, nhưng mà không thay đổi thì chắc chắn là không thành công được. Thì quay lại cái câu hỏi của Quân là Quân lại nhắc anh chút xíu hỏi. Là đôi khi những nhà phân phối làm thì sẽ bị mất lòng tin, tại vì thấy có rất nhiều người làm lâu không thành công, rồi cũng thấy có những người thành công nhưng mà họ cũng bỏ cuộc. Thì ok, được rồi, dừng một chút xíu, câu hỏi nhiều quá. Câu hỏi này có hai vế đúng không ạ? Cái vế thứ nhất là một số người làm rồi nhưng bỏ cuộc, đúng không? Rồi câu hỏi phần tiếp theo là những người thành công rồi cũng bỏ cuộc. Rồi bây giờ vế thứ nhất là những người mà làm lâu nhưng bỏ cuộc, các anh chị các bạn như thế này. Mình làm mãi mình làm không được, có không ạ? Có không anh chị các bạn? Các anh chị các bạn có bao giờ đi tập thể dục không? Và có bao giờ đăng ký mấy câu lạc bộ? Năm nào mình cũng hứa với bản thân mình là năm nay sẽ thay đổi không? Có không ạ? Mình đăng ký xong rồi mình lại thế? Xong mình lại bỏ, đúng không ạ? Xong mình lại bỏ. Xong rồi một thời gian sau mình nghĩ là mình vẫn kiềm chắc là mình nghĩ là thể dục vẫn là quan trọng, rồi mình lại đăng ký. Xong rồi đăng ký xong mình lần này mình cố hơn lần trước một chút xíu, mình tập được hơn tháng nhưng mà cuối cùng vẫn bỏ. Cho nên là cái ngành nghề thể dục có một cái mở ra câu lạc bộ á, bắt buộc người ta phải đăng ký một năm, bởi vì người ta biết chắc là 90% là không thể nào đi tập thể dục cả năm được, đúng không ạ? Chỉ có 10% số người đó đi tập thể dục thôi. Mà trong số 10% đi số người tập thể dục thì có những người đó không phải ai cũng có kết quả. Có những người tới nhìn qua nhìn lại nhìn tới nhìn lui nhìn hoài. Nhìn hoài xong rồi thấy mình thấy toát mồ hôi rồi, xong rồi đi về. Có không ạ? Xong rồi một thời gian sau mình thấy xong mình không mãi không thấy có kết quả. Không thấy kết quả thì lúc đó mình băn khoăn là không biết nên tập thể dục hay không. Đến lúc bạn mình gọi hôm nay bận rồi, mốt bận rồi, quen bận dần thì từ từ mình quên thôi. Đúng không anh chị các bạn? Thì thực ra cũng vậy, thì thực ra ở Amway mình cũng thấy rằng bản thân mình kinh nghiệm trong Amway rất là lâu, mình thấy số lượng người vào rất là nhiều mà người ra cũng rất là nhiều, nhưng mà người thành công cũng nhiều chứ không phải ít, cũng rất là nhiều. Và cuối cùng là một điều là người ra người vào đó là quyền của họ, mình không bắt được.
nó sự xác định của họ giống như các bạn mình quyết định mình đi tập thể dục hay không. Mình đi tập thể dục thì mình được, mà mình không tập thì mình không được, bởi vì đây mình ở em ngồi ở đây đâu ai bắt ai đâu, đúng không ạ? Các anh chị, mình làm được thì tốt cho mình với cơ hội kinh doanh riêng của mình. Nếu như mình không làm được thì sao ạ? Cũng chả ai nói mình cả. Cho nên giống như mình đi tham dự một cái câu lạc bộ thể dục thể thao đó, mình đăng ký hoài, thậm chí một đời người đăng ký biết bao nhiêu lần, nhưng mà đếm số kết quả, không biết là lần nào có kết quả. Chỉ có cái lần đầu, chỉ có một khi nào mình quyết định thực sự thì mình mới có kết quả. Thì chỉ khi mình thực sự mình có sự cam kết, mình có sự quyết định thì mình mới có một sự cam kết về ăn uống, về thực phẩm, về giờ giấc, về không còn lý do gì nữa, thì mình mới hàng ngày mình mới tập được, hàng ngày mình mới chịu đựng được, hàng ngày mới chịu đựng được. Và đôi khi mình chưa có, những người họ vào họ làm họ bỏ nhưng ngay rất là sớm, thậm chí là nộp 60-70 triệu xong, đúng không ạ? Nhưng mà chỉ cần trong vòng khoảng 3 buổi thôi là bỏ rồi, 3 buổi thôi bỏ. Ở cái khu nhà của mình có một mấy cái người chị tới tập thể dục, chị nhìn thấy mình hay tập thể dục mà chị mới ra, chị vẫn gặp mình, chị bán vốn, chị kêu em mấy cái thằng ở trên kia nó lừa chị mới nộp 70 triệu xong chị lên chị tập xong 2 ngày đông hết cả người, mấy cái thằng đấy nó lừa chị mà tập đáng nghĩa khỏe chứ tập xong cả tuần chị thấy mệt mỏi. Tập xong cả tuần thấy mệt mỏi thì những cái thực ra tập thể dục bạn phải mệt thì mới đúng, bạn phải yếu đi lúc thời gian đầu thì bạn mới khỏe được, chứ còn tập xong mà bạn thì ăn ngon hơn uống ngon hơn thì mãi không bao giờ có kết quả. Thế chính bởi vậy là có những người họ tham gia thì họ không lường trước được những cái mình phải chấp nhận. Cũng trong kinh doanh này cũng vậy thôi. Vậy mình vào đây mình làm, mình đã lường trước được các vấn đề chưa? Mình lường trước là mình phải thay đổi như thế nào chưa? Mình lường trước các anh chị, các bạn nghề này, các anh chị công việc này, các anh chị các bạn phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Vậy mình phải biết là mình đối mặt với cái gì, mình đã rõ được không? Mình phải lường trước được, mình phải đối mặt những cái điều đó. Và nếu như mình có lường trước được đối mặt điều đó thì mình gặp nó là chuyện bình thường. Còn nếu mình không lường trước thì mình gặp mình thấy sốc, mình thấy sợ thì mình dễ bỏ. Giống như cá nhân mình thôi, giống như cá nhân của mình lúc đầu tiên mình về Việt Nam, mình nghĩ rằng là giúp đỡ, mình hiểu rất hiểu cái giá trị cơ hội kinh doanh của em môi là giúp đỡ người khác để có cơ hội để giúp đỡ chính mình. Trên việc đầu tiên khi mà mình trở về Việt Nam năm 2008, cái người đầu tiên mà mình đi tìm giúp đỡ là mình, các bạn biết ai không ạ? Là mình tìm những người cần cơ hội. Mà những người cần cơ hội là ai? Những người bán hàng rong, những người bán hàng quán ở ngoài đường. Mình nghĩ đó là những người cần cơ hội hơn những người khác. Dọc cái chợ Bến Thành, những người bán rong ở đấy là mình chia sẻ cơ hội hết. Bên này họ bán bún riêu, mình vào mình thấy chị này rất là tươi cười, mình ăn tô bún riêu, mình chia sẻ. Mình chia sẻ xong chị hỏi ăn xong chưa, trả tiền này, cho người khác ngồi. Xong rồi sang một người khác nữa, mình bảo chắc có thể mấy người này họ không hiểu mình nói cái gì. Xong mình đi tìm một cái người khác mình chia sẻ, họ cũng không chấp nhận. Mình thì sốc, mình bị sốc, mình không hiểu thị trường này bị sao. Thế vấn đề đầu tiên, mình thời gian đầu tiên mình bỏ cuộc là cũng do thì mình không lường trước được các cái tình huống. Mà mình không có kỹ năng để hiểu các vấn đề đó, mình không lường trước được. Thì tự nhiên mình bỏ thôi. Nhưng mà rất là may là mình vẫn có các thầy, những người em mua đi trước, họ có kinh nghiệm, họ hiểu mình, họ vực mình dậy, họ giúp đỡ cho mình. Đó, điều đầu tiên đó là cái giai đoạn đầu tiên mình phải rất là cảm ơn ở trong em mua, là trong em mua là đặc biệt là mình sẽ có rất nhiều người giúp đỡ mình. Nhưng mà môi trường khác, mình mở cái quán kinh doanh, mình mở quán cà phê mà mình sập tiệm không ai giúp hết, làm gì có ai tới cứu giúp mình, đúng không ạ? Cho nên là tuyến trên là cực kỳ quan trọng, anh chị để cho một tràng vỗ tay vào tuyến trên. Thì nghĩ là khi mà bắt đầu những người ta bỏ cuộc ngay từ khi ban đầu, đó là do họ không có xác định rõ là họ cần gì, cũng như là họ không hiểu trước, nghĩa là không hiểu được cơ hội kinh doanh Amway này nó sẽ gặp những cái trở ngại nào, không xác định được, chưa chấp nhận được, chưa xác định được trước. Đặc biệt có một cái vấn đề là rất nhiều người nhầm trong cơ hội kinh doanh, đây là một cơ hội tự làm chủ riêng của sự nghiệp của các bạn. Các bạn có phải nhân viên của ai không ạ? Các bạn có sếp không? Không. Các bạn có ai bắt bạn đi làm từ mấy giờ đến mấy giờ không? Không. Có không ạ? Có. Nhưng mà đôi khi một số người như thế này, mình trong cái giai đoạn mình làm Amway, mình đã khuyên rất nhiều người nên bỏ Amway. Mình đã khuyên rất là nhiều người đừng nên làm Amway nữa, mình nên làm truyền thống. Bởi vì có những người mà thực ra họ không có trong cuộc sống mới lớn, họ hoặc là họ thiếu điều kiện, họ đang cần cơ hội. Nhưng cái cơ hội họ cần đó là cơ hội cần để có một công việc để có một đồng tiền. Thì đôi khi những người như này, họ bởi vì họ không có gì để làm, không có công việc, thì khi họ vào làm Amway thì vẫn với một cái tư tưởng là gì? Thứ nhất, họ bị một cái sai lầm là như thế này. Những người như này bị sai lầm thứ nhất là
Sai lầm thứ nhất là ngoài kia mình không có cơ hội thì mình tới em ơi mình được có cơ hội. Thì khi mà có cơ hội thì mình chưa có xác định được cái tư tưởng làm chủ bản thân của mình. Tư tưởng làm chủ bản thân của mình, cho nên vào đây á thì làm hay không làm, tôi khi mình không ai bắt mình cả, mình dậy mấy giờ tùy mình, tối thì mấy giờ tùy mình, cho nên thỉnh thoảng dậy một chút xíu chạy qua em ơi, một chút xíu ngó qua rồi chạy vòng về, mình tưởng mình làm em ơi đâu phải. Tới liên đới rất nhiều việc của em ơi nhưng không liên đới những cái việc tới sự thành công của mình. Nhưng mà một số những cái người đó làm mãi em ơi không hiệu quả, không kết quả, nhưng khi họ đi làm thuê lại có kết quả. Khi họ đi làm thuê lại có kết quả. Lý do gì họ đi làm thuê có kết quả? Bởi vì khi đi làm thuê thì có kỷ luật, họ phải đến mấy giờ, mình không đến mấy giờ thì không có trả, không được trả tiền. Họ có kỷ luật, cho nên khi có kỷ luật đó, thì họ lại dễ thành công. Cho nên đôi khi có những người mà không có cơ hội ngoài cuộc sống, tự nhiên có cơ hội em ơi. Và tại sao một số người họ không làm được, họ không thành công được, họ ra đi, và mình khuyên họ nên làm một công việc nào tốt nhất cho họ thì nó tốt hơn. Bởi vì họ không tự làm chủ được bản thân của mình, không lường trước được những cái việc, mình phải tự làm chủ được cuộc đời, tự làm chủ thời gian của mình, mình phải tự làm chủ được tiềm năng của mình, mình phải tự làm chủ được điểm yếu của mình để mình phát huy, mình phải làm chủ được cái điểm mạnh của mình để mình phát huy. Thế không khả năng phát huy được làm tính làm chủ cá nhân của mình mà mình dùng cái tư tưởng làm thuê thì điều đó chắc chắn là thất bại trong em quay thôi. Yeah. Chắc chắn là thất bại trong em. Thế là còn những anh chị mà họ đã làm lâu rồi, họ có những cái làm lâu, họ có thành công nhưng mà họ cũng ngày đó họ cũng bỏ cuộc thì sao? Thực ra thì các bạn như thế này, em ơi thì đích đến á có hết giải không các bạn? Hết không ạ? Hết giải không ạ? Em ơi có giới hạn là bao nhiêu diamond không ạ? Thế bạn cứ ai về đích là được đúng không? Cứ ai về đích là được đúng không ạ? Ai về trước về sau đâu quan trọng đúng không? Mà cứ về là được đúng không? Đúng không ạ? Thế vậy thực ra chia sẻ các anh chị các bạn như này, là làm em ơi nó giống như là chạy marathon đó. Mình nghe các thầy chia sẻ là gì? Việc đầu tiên là bạn phải hiểu rằng làm em ơi là chạy marathon. Nó giống như là chạy đường trường. Vậy nếu như bạn chưa không lượng được sức mình á, không lượng được sức mình đúng á, bạn dồn hết sức của mình quá nhiều lúc bắt đầu, bạn dùng hết sức của mình, bạn chạy nhanh hơn người khác, chạy nhanh hơn người khác tự nhiên bạn đuối sức. Bạn đuối sức thì hết sức thì không về nữa. Bạn đến được một cái điểm nào đó, bạn hết sức thì bạn không về nữa. Còn những người có thể đôi khi họ chậm hơn chút xíu, nhưng họ đi rất là chậm, nhưng họ lượng được sức của mình, họ biết cách tận dụng sức của mình rất là đều. Trước sau thì đâu quan trọng đâu, chạy marathon mà đâu quan trọng ông nào đâu, về trước về sau đâu, cứ về là được, cứ về đích là được. Thì giống em ơi cũng vậy, mình nghe các thầy chia sẻ yên tâm đi. Việc đầu tiên là mình có lượng được sức của mình và có kỹ năng để giữ được sức của mình và giữ được cái sự kiên trì của mình, giữ được con người mình để về đến đích hay không. Thế còn nếu như mình dùng sức của mình nhiều quá thì mình chạy, hoặc có những người chạy marathon nhưng mà chạy theo cảm hứng, rồi tôi nào thích thì chạy, xong lại vòng vòng đi vòng một chút xíu lại thích lại chạy, thì chả làm sao về đích đúng không ạ? Còn đi sâu hơn một chút xíu, câu hỏi của anh Quân hỏi là một số người làm được rồi nhưng mà vẫn nghỉ. Các anh chị gặp những người tập thể dục mà họ tập thể dục có hình thể, có sóng mũi không? Họ giữ được sóng mũi không? Biết họ tập điều họ kiên trì họ thì họ vẫn giữ được sóng mũi. Nếu như họ tiếp tục giữ được đúng không? Thì họ mới giữ được chứ. Thì thực ra cũng chia sẻ các anh chị các bạn là em mua tới, chúng ta tới đây trong công việc này, cái cơ hội này nó rất là hay. Mình thấy cái cơ hội này nó không bắt ai phải theo một khuôn khổ gì cả, nhỏ cũng được mà lớn cũng được, lớn cỡ nào cũng được, tùy sự suy nghĩ của mỗi người. Cho nên chính vì vậy là tùy cái hệ giá trị các anh chị chọn lúc ban đầu là như thế nào, cái hệ giá trị họ chọn lúc ban đầu như thế nào. Nếu như mà mình chọn cái cơ hội này là một cơ hội kiếm tiền, mình chia sẻ các anh chị nhầm chỗ. Nhầm chỗ. Rất nhiều các cơ hội khác mà kiếm tiền nhanh hơn nhiều, nhiều hơn nhiều. Ok. Và hiệu quả nhanh hơn, nhiều quả hơn, giúp cho cuộc sống của bạn hiệu quả ngay hơn, ngay lập tức thời gian đầu. Nhưng mà mình phải giữ nó mãi cả cuộc đời, đủ sức để nó giữ hay không? Và mình bản thân mỗi người sẽ chọn một cơ hội khác nhau. Có những người họ chọn cơ hội là họ cần kiếm tiền nhanh thì họ phải làm theo cách để sao có nhanh tiền. Theo các anh chị, các bạn là mọi người đi được ngoài xã hội, người ta đi du lịch được không? Được. Đâu phải cần em mua đâu để du lịch. Đúng không ạ? Được.
có cần phải đi du lịch Hàn Quốc không? Nhất thiết trong em không em? Không, ở ngoài vẫn có đi là được mà, Hàn Quốc được. Có tiền là vẫn đi được đúng không ạ? Đúng anh chị mà. Nhưng mà du lịch của em ơi có một cái điều rất là tuyệt vời, đó là một cái du lịch được tôn vinh và được tưởng thưởng. Cái danh dự khi mình cảm xúc mình được đi du lịch. Cho nên mình thấy có những người đi du lịch cùng em quay, mình nói thẳng với các anh chị các bạn, mình gặp cái khuôn mặt họ rất là kham khổ. Đi mà không vui. Đi thì không vui, thà bỏ tiền ra đi vui hơn. Thế vậy năm sau họ đi du lịch được nữa không? Đi được nữa không ạ? Thế vậy ở đây trong cơ hội này là một cơ hội mở, nhỏ lớn bền vững tùy mỗi người, tùy hệ giá trị của mỗi người. Có những người họ chọn cơ hội này, họ chọn là phát triển cá nhân. Giai đoạn đầu tiên họ vào rất hăng say với cơ hội, họ phát triển cá nhân, nhưng mà họ chưa bao giờ đi làm thuê. Thì chính bởi vì cái giá trị phát triển cá nhân đó, thì sau này họ chỉ mỗi phát tập trung phát triển cá nhân thì làm gì có tiền. Thì sau khi họ đi làm thuê thì ra ngoài kia thì người ta nhìn thấy bạn này có rất nhiều các kỹ năng, thì lương họ lại rất là cao. Mình có một cái người tuyến dưới, mình có một người tuyến dưới có anh Tiến này này. Mình khuyên bạn đi làm thuê, và bây giờ lương mà 80 triệu một tháng, mua nhà lầu xe hơi trong vòng 3-4 năm. Và nhưng mà thường xuyên quay lại cảm ơn mình trong cái thời gian học tập em quay. Bạn thường xuyên cảm ơn mình trong thời gian học tập em quay. Thì bản thân cái người này, bởi vì trong cái thời điểm trước họ không có cái gì để làm, thì rất là may có cơ hội em quay phát triển cá nhân. Chứ lúc đó họ không có một cái tinh thần làm chủ một sự nghiệp kinh doanh, mà lúc đó họ thấy họ đạt được một cái giá trị phát triển cá nhân rất là tốt. Ok. Thì những cái con người đó tới đó xong họ thay đổi cái giá trị và cái hệ giá trị, họ tìm một cái cơ hội khác, một con đường khác. Thế là chuyện đó chuyện bình thường. Ngày hôm nay mình tập thì dùng mốt, đâu phải mình muốn tập thì dùng nữa đâu. Tùy thôi. Thế vậy bền vững hay không, giữ được lâu và dài hay không, thì nó là cái hệ giá trị của mỗi người chọn ngay từ đầu. Chọn ngay từ thời điểm đầu. Nếu như mình chọn bởi vì tiền thì cơ hội khác có tiền hơn, thì việc gì mình phải chọn cơ hội nào? Có cơ hội khác kiếm tiền nhiều tiền hơn, đúng không ạ? Mình muốn mua xe hơi, thiếu thì cơ hội kiếm mua xe hơi, đúng không ạ? Thì cái quan trọng là mình phải xem là mình chọn bởi vì lý do gì. Thế cho nên những người mà mình thấy mình có thể nhìn thấy ngay từ đầu là trước sau gì cũng bỏ. Nó nhìn thấy nhiều lắm. Chứ yên tâm, thị trường Việt Nam tha hồ cho các anh chị các bạn. Thị trường này mới bắt đầu mà thôi, chưa có gì đâu. Như vậy thì theo phần anh Trương chia sẻ, đó là cái việc đầu tiên mà cái việc người ta bỏ cuộc hay mà làm Amway, rồi làm lâu hay là làm nhanh, làm có bền hay không, là tùy thuộc vào cái việc mình xác định lại cái lý do tại sao mình lại chọn Amway. Đó là cái việc rất là quan trọng. Mà nếu mình không xác định được cái lý do tại sao mình tham gia và mình cần điều gì Amway, Amway đáp ứng được cái điều gì cho mình, thì mình sẽ dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những cái cơ hội khác có thể giúp cho mình kiếm nhiều tiền hơn chẳng hạn. Tuy nhiên thì bây giờ em lại có một câu hỏi tiếp thứ hai, đó là bây giờ em xác định rõ là em hiểu được bản thân của mình luôn rồi, cũng có ước mơ luôn. À, nhưng mà khi bắt đầu làm Amway thì thấy rất là thích, cũng có tương lai, cũng thích giá trị, cũng muốn tự do, cũng muốn là du lịch. Tuy nhiên thì em cảm thấy là em không có tài nói, hoặc là em không có khả năng, hoặc là có thể là Amway đã chậm rồi, có lẽ là người ta thành công nhưng mà em không tin rằng em thành công. Là em thì người ta có thể thành công. Nhưng mà để trước khi vào câu hỏi này, mình muốn hỏi Quân một chút xíu, mình muốn hiểu Quân một chút xíu được không ạ? Vậy nếu như bây giờ mình quay lại phần câu hỏi trước xíu, một chút xíu là bản thân Quân có những người bạn ở ngoài cuộc sống họ kiếm tiền nhanh hơn Quân không? Có. Có không ạ? Có. Thế bây giờ câu hỏi là Quân có bao giờ do dự không? Về sự lựa chọn của mình bao giờ chưa? Chưa bao giờ. Lý do gì mà không do dự? Là kiếm tiền nhanh hơn mình mà. Mình bảo cơ hội để kiếm được tiền nhưng mà người ta kiếm tiền nhanh hơn mình thì sao không do dự? Tại vì mình hiểu được cái loại tiền mình kiếm. Ví dụ như là có nhiều người họ sẽ kiếm tiền ngày, thì có thể là họ sẽ nhanh hơn, hoặc là họ sẽ kiếm tiền tháng thì họ sẽ nhanh hơn, nghĩa là họ sẽ tập trung vào chuyên môn, họ học lên cao học rồi họ sẽ nỗ lực trong cái chuyên ngành của những người bạn của mình, thì họ phát triển hơn mình. Hoặc là mình có những người bạn của mình là họ có cái điều kiện xuất phát điểm là ba mẹ họ có cái nền tảng sẵn, nên là khi họ bắt đầu là họ có thể đi tốc độ nhanh hơn. Nhưng mà mình thì mình khác, mình chọn Amway, mình làm cái cách kiếm tiền mình dài hạn, nghĩa là mình không phải kiếm tiền năm mà kiếm tiền nhiều năm sau này, do đó là mình không dám hứa. Ở ngoài xã hội cũng có rất nhiều cái cơ hội kiếm tiền được nhiều năm. Có một số người bảo cơ hội Amway có thể giúp cho mọi người tự do được, đúng không?
tự do được đúng không ạ? Có thể rảnh được đúng không? Không phải làm truyền thống, mình có rất nhiều người bạn cực kỳ giàu, họ cũng cực kỳ rảnh luôn. Đi chơi được ngày chẳng phải lo gì, vẫn có đầy tiền. Thì theo các anh chị các bạn thì sao? Phù hợp không? Đó, theo em thì nghĩ là nó phù hợp với mình đúng không? Tại vì có nhiều cơ hội nhưng mà bản thân mình có phù hợp hay không? Ví dụ như giờ có thể là mình có nhiều bất động sản mình cho thuê. Như mình cảm thấy mình bắt đầu mình khởi nghiệp kinh doanh bất động sản thì mình không có vốn để mình có nhiều để mình đầu tư. Nhưng mà mình cần phải xây dựng một cái doanh nghiệp để tạo ra cái nguồn thu nhập trước đã, rồi sau đó mới tính đến đầu tư. Ok. Đó là cái câu hỏi mình muốn hỏi mở một chút xíu và cái câu trả lời để dành cho các bạn. Cái câu trả lời để dành cho các bạn. Cái đối với cá nhân mình, em ơi, không phải là duy nhất. Có rất nhiều các cơ hội khác nhau. Nhưng mà lý do tại sao các bạn chọn cái con đường các bạn chọn đặc điểm và cái niềm tin của các bạn ở như thế nào? Ok. Em ơi, đâu phải cơ hội duy nhất, người ta có trời ngoài xã hội rất nhiều người giàu, rất nhiều người tự do. Vậy việc đầu tiên là các bạn phải tự trả lời được câu hỏi. Mình cũng phải tự trả lời được cái quan điểm của mình. Quân cũng phải trả lời được quan điểm của anh Quân. Ok. Và các bạn cũng phải tự trả lời được quan điểm của các bạn. Thì khi mà mình xác định được một cách rõ ràng, chừng nào mà không còn 1% gì do dự thì chừng đó mình không còn lý do. Còn nếu như cá nhân các anh chị các bạn thấy rằng là chỉ cần có 1% do dự thôi về xã hội, về những người xung quanh, về cơ hội khác, thì tự nhiên các lý do chính của con người các anh chị trùm bao trùm mình. Nào là mình bận rộn, nào là mình thế này, nào là mình thế kia. Chỉ cần khơi mào 1% gì đó thôi là tất cả các lý do khác nó nổi dậy hết, nó bám các anh chị. Còn cá nhân các anh chị vậy, còn bản thân của mình, vợ chồng mình là 0% do dự. Cách đây hai hôm thôi mình là, bởi mình cũng có cơ hội gặp rất là nhiều người thành công xã hội, nhiều ngành nghề khác nhau. Vợ mình hỏi một câu mình cũng rất là hay, là có bao giờ nghĩ rằng là mình sẽ làm kinh doanh cái truyền thống đó? Thì bởi vì người bạn đó kiếm một cũng mới làm mấy năm thôi, mới làm mấy năm làm truyền thống thôi, nhưng họ tính toàn vài trăm triệu đô, chỉ một cái câu hỏi đơn thuần là hỏi mình có bao giờ nghĩ rằng là mình sẽ đi theo con đường hay không. Và bản thân trong con đường cuộc sống của mình có rất nhiều các cơ hội kinh doanh, và có những cơ hội kiếm tiền rất là đơn giản, rất đơn giản và dễ, nhưng mà đôi khi mình nó sẽ lay động mình, nhưng mà mình phải tỉnh ngay lập tức và mình để mình biết mình cần gì và muốn cái gì. Nhưng mà em vẫn nói là em thấy em không thể, em thấy anh có khả năng thành công nhưng em không thành công, nhưng mặc dù em biết anh quay tốt nhưng em thấy em không thể. Ok, đây là cái câu hỏi thứ hai là đúng, là không thể đúng không? Mình chia sẻ với các anh chị các bạn như thế này, em không có niềm tin rằng em sẽ thành công. Mình cũng giống như các bạn ngày trước. Các bạn biết xuất thân của mình là một anh chàng kỹ sư công nghệ thông tin. Mình sống bên nước ngoài. Thực ra khi sống bên nước ngoài ấy, cái con người sống bên nước ngoài họ chỉ phấn đấu. Họ rất là bị thiếu cái tình cảm, cuộc sống, bạn bè thiếu thốn rất nhiều. Bởi vì chỉ có tập trung vào cuộc sống, chỉ tập trung vào công việc mà thôi. Cho nên bản thân chính con người của mình ngày trước, khi mà mình chỉ tập trung vào công việc, mình đánh mất hết cái giá trị cá nhân của mình trong cuộc sống của mình. Cho nên khi mà chuyển sang làm em ơi là một điều cực kỳ khó. Khó một cái điểm gì? Thứ nhất, không phải ngành của mình, chưa bao giờ bán hàng, chưa bao giờ bán những cái đồ này cả. Ngành của tôi là tư vấn cho người ta khác. Cái ngành của mình là công nghệ thông tin. Cái môi trường của mình cũng hoàn toàn nó khác. Cho nên tự nhiên nhìn mình từ một cái môi trường này mà nhìn thấy một cái môi trường mà buôn buôn bán phải đi thuyết phục họ từ cái món nhỏ này, mình nghĩ nó là một cái điều cực kỳ khó. Nhưng mình chỉ có một điểm, mình thích con người em ơi mình tới thôi. Còn những kia mình nhắm mắt bỏ qua và chắc chắn mình không làm. Cho nên việc đầu tiên, thời gian đầu tiên mình tới em ơi, mình nhìn thấy họ minh họa sản phẩm mình trên sân khấu, minh họa thế này kia, mình thường xuyên mình coi thường và không bao giờ tôi động vào cái này. Vì mình nghĩ rằng mình làm những cái cao siêu hơn, công nghệ cao hơn, kỹ thuật cao hơn, nó có chuyên ngành hơn so với cái việc nhúng bôi bôi đó. Mình không thích cái thời gian đầu tiên như vậy. Thế chính vì vậy, cái việc thứ hai á, việc thứ hai là cái kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh em ơi, là tạo dựng cái cộng đồng, tạo dựng cái xã hội, mình phải có thích bạn bè, mình phải có kết nối. Mà mình là con người sống nội tâm, sống một mình với cái thế giới máy tính của mình. Kể cả là trong công ty bao nhiêu bạn bè, họ đều biết mình là thế giới độc lập riêng. Đi ra pha cà phê ở cái chỗ mà trong công ty á, có pha, có ai đứng bên cạnh không biết, không cần nhìn thấy. Không nhìn thấy là không nhìn thấy, việc của mình làm là việc mình làm. Mình đi họp, việc của mình là mình, việc của mình, việc của bạn là việc của bạn, không quan tâm. Chứ mình chỉ có tập trung vào công việc thôi. Và
những cái thời điểm đầu tiên khi mà mình nhìn thấy những cái người đi trước họ làm MOA, họ đi du lịch vòng quanh thế giới, còn có những cái cuốn ảnh, họ có những cái cuốn ảnh họ đi khắp nơi, mình sau khi mình nhìn thấy mình bảo rằng là những người nào quá giỏi, ước gì mình được như vậy. Mình bảo nếu như mà mình cho mình 10 năm mà mình được như vậy thì cũng mừng lắm rồi. Cái lúc đầu tiên của y chang các anh chị để và nghĩ được đi du lịch của em ơi cực kỳ khó. Nó rất là khó, mình nghĩ nó là điều khó không thể. Nó là điều không thể. Nhưng mà đến khi mà mình thực sự khi mà mình làm á, mà mình cũng chẳng có tập trung du lịch hay mình cũng không để ý nó, thì tự nhiên mình được đi. Mà đến ngày đi du lịch của em ơi quá trời rồi, đi phát chán rồi. Alaska năm nay bảo đi xa quá không biết có nên đi hay không. Cái lúc chưa đi được thì mình sẽ thấy khó. Nhưng mà lúc đi được rồi á, mình các anh chị thấy nó đến lúc mà mình đi được rồi và mình không cần động vào, năm nào cũng đi, các anh chị thấy nó không cần quan tâm, nó vẫn phải, mình vẫn phải đi du lịch, bị không thể gọi đi du lịch. Thì đôi khi các anh chị các bạn yên tâm là đầu tiên mình chưa được thì mình thấy khó. Các anh chị bây giờ đi học ngôn ngữ mới không? Có. Lúc đầu tiên học khó không? Có. Khó không? Có. Có không ạ? À? Nhưng mà học đầu tiên rất khó, nó không giống. Nhưng mà các anh chị nói tiếng Việt giỏi, học giỏi không? Có tự tin nói tiếng Việt không? Tự tin nói tiếng Việt không ạ? Về cái gì mình chưa biết thì mình nghĩ nó khó. Khi mình biết rồi ấy, thì nó rất là dễ. Minh họa cái LOC khó hay dễ? Nhưng mà lúc đầu tiên đối với mình nó cực kỳ khó. Mình bảo không bao giờ tôi làm mà không bao giờ tôi làm cái này. Ngày đầu tiên mà bên nước ngoài khi mà mình mới dùng đồ, bây giờ mình lấy dùng cho người bạn mình được 3% hay 6% đấy. Nên bị gọi lên trên sân khấu đứng để tuyên dương. Gọi xong rồi xong mình đi xuống bảo lần sau đừng gọi tôi tới em ngồi, tôi không thích đến sân khấu. Các anh chị các bạn nhìn mình bây giờ là những là cái người mà đã rèn luyện và đã thực hành và có rất nhiều kỹ năng được đúc kết và được góp nhặt trong quá trình mình làm. Còn các bạn giống như cái thời điểm ngày đầu tiên khi mà các bạn chưa tích góp thì các bạn cứ tích góp nhiều thì các bạn giống anh Quân, giống như mình, giống rất nhiều khác, lên sân khấu đuổi xuống không xuống. Gần như là không ai là nghĩ rằng mình có thể thành công cho đến khi là mình thực sự bắt tay làm và mình hiểu rõ mình đang làm gì. Theo nghĩa là như thế. Và trong cái còn đối với vấn đề về không tin mình làm thì thật sự là mình hay theo nghĩ anh Dương là không phải là vấn đề là tin hay không tin, mà tôi nghĩ là mình có thực sự khát khao muốn thành công hay không. Tại vì nếu mà thật sự mình muốn khát khao muốn thành công thì bắt buộc là mình phải nỗ lực, mình phải lựa chọn cái công cụ để đạt đến sự thành công. Thì giả sử bây giờ mình muốn thành công trong cuộc sống này, nhưng mà cái công cụ của mình duy nhất là chỉ có Amway có thể giúp mình đạt đến sự thành công. Vậy thì chỉ có cái việc là không có thể nó là không thể là có thể, mà chuyện là quan trọng nhất là bạn có muốn hay không. Tại vì bạn muốn thì bắt buộc phải tập, phải học cái cách để mà sử dụng cái công cụ đó mà thôi. Vấn đề còn lại là bạn có muốn hay không mà thôi. Theo mình nghĩ là vậy, chứ không ở đây là không có gì là có thể và không thể, mà là bạn thực sự có khát khao thành công và thực sự Amway có phải là một cái công cụ có thể giúp cho bạn thành công hay không trong cuộc đời không. Nếu nó thực sự là công cụ thì chắc chắn bằng mọi cách mình cũng phải tìm cái cách nào đó để mình học, mình sử dụng cái công cụ đó, có đúng không các anh chị? Ok, chia sẻ thêm chút xíu với anh chị và các bạn như này. Tháng trước mình có đi một cà phê với một người bạn ở bên nước ngoài, và người bạn mình rủ mình đi gặp một cái người gia hạn thẻ. Thì cái người này gia hạn thẻ, cái chia sẻ với anh chị các bạn là cái người này gia hạn thẻ 25 năm rồi. 25 năm, và điều đặc biệt hơn nữa là năm nào cũng đến ngày đến hạn là ra hạn thẻ. 25 năm chưa một ngày nào chậm ra hạn thẻ. 25 năm cũng chưa một lần nào mua một sản phẩm. Họ vẫn bận rộn công việc của họ. Họ vẫn bận rộn công việc của họ. Ra gặp trò chuyện cà phê, họ vẫn ra hạn thẻ. Họ vẫn biết cơ hội tốt, vẫn ra hạn thẻ để giữ cơ hội. Nhưng mà giữ cơ hội thì mình có thành công được không? Có không ạ? Và mình cũng gặp một cái người bên Trung Quốc, và cái người này làm 10 năm không được gì. Đến năm thứ 11 lên silver, và từ cái ngày đó lên là lên mãi. Và nếu